Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2391 tôi sẽ cảm thấy hơi thất vọng đấy. Đúng vào lúc này, ngón tay của Nguyên Vĩnh phát điểm một cái, con cá lớn màu bạc trên không trung bỗng phóng đi theo hướng sau. Mà phía sau, vừa hay là vị trí mà Mộ Thanh với Đường Tuấn đang đứng. Miệng cá mở ra, một luồng sát khí tản ra ngoài. Sắc mặt Mộ Thanh trầm lại, cũng điểm đầu ngón tay, mười mấy luồng sáng bạc thoát ra từ sau lưng cô ấy, hóa thành con cá lớn có vảy cá trông rất sống động giữa không trung. Trên không trung, hai con cá lớn xung đột với nhau, tạo ra tiếng vang rung trời. Ngư Long Đồ là một loại bí kỹ linh hồn, đầu của hai con cá lớn va chạm với nhau, tương đương với sự đối đầu của linh hồn đôi bên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Mộ Thanh ngưng trọng, vầng trán trắng nõn nhễ nhại mồ hôi. So sánh ra thì Nguyên Vĩnh Phát trông thoải mái hơn nhiều, trên mặt còn mang vẻ tươi cười nói. Mộ Thanh, nếu cô chỉ có chút năng lực thế này, tôi sẽ cảm thấy hơi thất vọng đấy. Chuyện này không thể nào. Dáng vẻ Nguyên Vĩnh Phát hồn bay phách lạc. Anh ta vốn cho rằng bản thân đã luyện thành thức thứ hai của Đồ Long Ngư thì có thể đứng ngang hàng với Mộ Thanh, thậm chí vượt mặt Mộ Thanh. Nhưng anh ta không ngờ Mộ Thanh đã âm thầm luyện thành thức thứ ba rồi. Thì ra lúc trước cô ta đều là giả vờ, khiến cho mình mất mặt ở thời khắc cuối cùng. Nguyên Vĩnh Phát nghĩ đến lúc mới bắt đầu so tài anh ta vẫn chiếm lợi thế, sắc mặt anh ta không khỏi càng khó coi hơn. Chị Mộ Thanh không hổ là thánh nữ độc cô cung của chúng ta, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài bậc nhất. Thu Linh cười tủm tỉm nói, giọng nói cô ta vui tươi, nào còn có vẻ lạnh lùng trước kia. Nhưng vẻ mặt của Mộ Thanh lại không có bất cứ thay đổi nào, cô ấy giống như không hề quen biết Thu Linh. Trong lòng Thu Linh không khỏi căng thẳng, chẳng qua cô ta lập tức cười lạnh trong lòng, thầm nói, xem ra cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà trách móc mình dỗ dành chị ta một hồi là xong chứ gì. Luận tu hành và thiên phú y sư tôi không bằng chị, nhưng chuyện như vậy tôi hơn chị gấp 10 lần. Cô cho rằng mình và Mộ Thanh quen nhau lâu như vậy, quan hệ rất tốt. Chuyện như vừa nãy kia nhiều lắm chỉ xem là chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, cô cúi đầu nhận lỗi là xong. Nghĩ tới những chuyện này, Thu Linh lại lần nữa nở nụ cười nói, chị Mộ Thanh, vừa nãy là em sai, chị hãy tha thứ cho người em gái này đi nhé. Mộ Thanh hờ hững nói, tôi không muốn tha thứ. Có phải cô cho rằng cô nhận sai thì tôi sẽ vẫn tha thứ cho cô như trước? Nụ cười trên mặt Thu Linh trở nên cứng ngắt, cô ta đột nhiên cảm giác có hơi không nhận ra Mộ Thanh trước mắt. Mộ Thanh nhìn cô nói tiếp, vốn dĩ cô là bạn tôi muốn giới thiệu anh dược cho cô quen, nhưng bây giờ nhìn kỹ có vẻ không cần nữa. Cô ấy quay đầu lại nhìn Đường Tuấn nói, anh dược, tôi không muốn đợi tiếp nữa, chúng ta đi thôi. Minh Anh lắc đầu, trong lòng anh ta rất xem thường Thu Linh. Loại dáng vẻ trước kiêu căng sau cung kính này thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Có điều Mộ Thanh lại có thể sử dụng tới thức thứ ba của Đồ Ngư Long, điều này vẫn khiến anh ta rất khiếp sợ. Sớm đã có không ít đệ tử chú ý tới nơi này, bọn họ cũng nhìn thấy Mộ Thanh sử dụng thức thứ ba của Đồ Ngư Long. Thiên phú như thế cũng không kém bao nhiêu cung chủ các đời, bọn họ nghĩ tới trước đây từng ăn nói vô tình với Mộ Thanh, không ít người trong lòng cũng sốt ruột. Chương 2392, Mộ Thanh đã luyện thành thức thứ ba. Nguyên Vĩnh Phát nhìn hai người lần lượt rời khỏi, ánh mắt anh ta âm u đến nỗi giống như bão táp. Vốn dĩ anh ta muốn nhân lúc tụ tập buổi tối sẽ mạnh mẽ thể hiện một chút, vượt mặt Mộ Thanh, nhưng bây giờ hành động của anh ta lại trở thành một trò cười. Dược đường, giọng nói của Nguyên Vĩnh Phát lộ ra sự chết chóc. Đệ tử nhà họ Nguyên sau lưng anh ta nói, đại ca Nguyên, Mộ Thanh quả thật rất mạnh. Nhưng dược đường này từ đầu tới cuối cũng không có bất cứ biểu hiện gì, hiển nhiên anh ta cũng biết thực lực của mình thế nào, chỉ có thể dựa vào Mộ Thanh ra mặt cho anh ta. Anh ta không phải muốn trở thành trưởng lão sảnh trong sao, vậy đại ca Nguyên sao không báo danh tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong. Nguyên Vĩnh Phát cao mày nói, nhưng tư chất của tôi không đủ. Tôi muốn xin tư cách trưởng lão sảnh trong sớm nhất cũng phải chờ 3 năm sau. Người kia lạnh lùng nói, độc cô cung của tôi vốn không có tiền lệ người bên ngoài trực tiếp tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong, nếu Mộ Thanh có thể phá lệ vì người đó. Vậy lấy thiên phú của đại ca Nguyên phá lệ một lần thì sao chứ? Con mắt Nguyên Vĩnh Phát đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, luận thân phận và thực lực, anh ta mạnh hơn dược đường chỉ biết dựa dẫm vào Mộ Thanh nhiều, bây giờ anh ta lại luyện thành thức thứ hai đồ ngư long, dựa vào đâu không thể khiến độc cô cung phá lệ. Người kia lại nói, mỗi lần sát hạch trưởng lão sảnh trong,
cho dù người tham gia ưu tú bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể trở thành trưởng lão sảnh trong. Chỉ cần Đại Ca Nguyên trở thành trưởng lão sảnh trong, vậy Dược Đường đương nhiên sẽ thua. Đến lúc đó cho dù Mộ Thanh cũng không thể nói gì. Trong lòng Nguyên Vĩnh Phát vui vẻ. Dáng vẻ như vậy anh ta sẽ có thể vượt qua Dược Đường, hơn nữa có thể khiến cho Mộ Thanh tận mắt xem ai ưu tú hơn. Anh ta rất tự tin, bởi vì trong cuộc sát hạch trưởng lão sảnh trong trước kia chỉ cần luyện thành thức thứ hai đầu ngư long thì gần như đều có thể thông qua. Còn Dược Đường, một kẻ từ bên ngoài đến có thể có thực lực cấp 6 là tốt rồi. Mộ Thanh, tôi sẽ cho cô biết ánh mắt của cô kém cỏi cỡ nào. Nguyên Vĩnh Phát thầm nghĩ trong lòng. Chuyện đã xảy ra trong buổi tụ tập cùng ngày rất nhanh đã truyền khắp Độc Cô Cung. Trong cung điện chính của Độc Cô Cung. Một ông lão mặc áo đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đệm cói trong cung, một nhánh hương đốt bên cạnh, khói sương lượn lờ, mang theo mùi vị thoang thoảng. Chiếc áo đạo sĩ của ông lão có màu đen trắng, mặc lên người không khác con cá hai màu trắng đen phân rõ đang bơi lội. Người này chính là ông lão Đan Thanh, cung chủ đương nhiệm của Độc Cô Cung, cũng là một trong những kẻ rất mạnh của tinh vực Chu Tước. Ông lão Đan Thanh bỗng nhiên mở đôi mắt ra, trong ánh mắt ông ta lộ ra ý vui không thể nào che giấu. Nghẹn ngào nói, Mộ Thanh đã luyện thành thức thứ ba. Ông ta không cách nào không vui mừng, Mộ Thanh đã sớm luyện thành thức thứ hai, nhưng thức thứ ba vẫn không thể luyện thành. Ông ta thậm chí cũng đã chuẩn bị một vài bảo vật khá hơn muốn giúp Mộ Thanh tu luyện, bởi vì chỉ cần luyện thành thức thứ ba, Mộ Thanh sẽ có thể trực tiếp trở thành trưởng lão sảnh trong, chính là thánh nữ thật sự. Mộ Thanh, con lập tức đến chỗ này của ta ngay. Nghĩ tới đây. Ông lão Đan Thanh cũng không còn kìm nén sự vui mừng trong lòng nữa, ông ta trực tiếp truyền âm cho Mộ Thanh. Chương 2393 lĩnh ngộ này của con cũng đến đúng lúc quá. Sắc mặt Mộ Thanh bình tĩnh, giống như cô ấy đã sớm biết ông lão Đan Thanh sẽ hỏi như vậy. Cô ấy bình tĩnh nói, đột nhiên có lĩnh ngộ. Ha ha ha, lĩnh ngộ này của con cũng đến đúng lúc quá. Ông lão Đan Thanh không hề hoài nghi, bởi vì người chuyện người tu hành đột nhiên có lĩnh ngộ như vậy quá bình thường. Ông ta cười nói, vốn dĩ ta còn chuẩn bị một chút đan dược muốn giúp con đột phá, bây giờ những đan dược này có thể tiết kiệm được rồi. Ông ta chán nản nói, nếu như ta dùng cách dẫn dắt linh hồn, con cũng không chờ đến bây giờ mới ngộ ra thức thứ ba. Ánh mắt Mộ Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ quái dị, cô ấy dò hỏi, thưa thầy, phương pháp dẫn dắt linh hồn thật sự lợi hại như vậy sao? Ông lão Đan Thanh cân nhắc trong chốc lát rồi chậm chậm nói. Dẫn dắt linh hồn là phương pháp của y sư mạch chính, là một loại phương pháp kỹ năng bí mật hơi khó sư phụ đặc biệt dùng để truyền thụ cho đệ tử. Chẳng qua yêu cầu dẫn dắt linh hồn với người thi thuật khá cao, việc nghiên cứu về linh hồn ít nhất phải đạt trên cấp 7, thậm chí cấp 8 mới được. Thông qua phương pháp dẫn dắt linh hồn, có thể khiến người ta sâu sắc cảm nhận được sự huyền ảo khi thi triển kỹ năng bí mật, sự hiểu biết với kỹ năng bí mật càng sâu. Thế như nếu như tu vi không đủ, mạnh mẽ sử dụng phương pháp dẫn dắt linh hồn ngược lại sẽ tạo thành tổn thương cho linh hồn hai người. Ông ta nhìn Mộ Thanh nói, tuy rằng ta đã đạt trên cấp 7, nhưng cũng không nắm chắc 100%. Mộ Thanh bỗng nhiên nói, nếu như có người thông qua dẫn dắt linh hồn để người ta nắm giữ thức thứ ba của đồ ngư long, vậy chẳng phải nói tu vi người đó vượt qua thầy sao? Nếu thật sự như vậy thì đã khiến Đường Tuấn đang làm trưởng lão sảnh trong trở thành kẻ có tài mà không được trọng dụng rồi. Ông lão Đan Thanh nói, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, có vài y sư gặp chuyện kỳ lạ cũng có thể thi triển phương pháp dẫn dắt linh hồn. Năm đó Cổ Thiên Thanh mới lên cấp 7, không phải cũng có thể sử dụng dẫn dắt linh hồn sao? Chẳng qua trăm ngàn năm qua, tinh vực Chu Tước cũng chỉ có mình Cổ Thiên Thanh. Ông ta nhìn Mộ Thanh nói, nếu như thật sự có loại người như vậy, ta khi làm trưởng lão khách khanh của Độc Cô Cung cũng thừa sức. Trưởng lão khách khanh của Độc Cô Cung. Luận địa vị còn cao hơn trưởng lão sảnh trong, gần như chỉ đứng sau cung chủ. Trong lòng Mộ Thanh khiếp sợ, nụ cười cũng biến mất. Ông lão Đan Thanh nghi ngờ nói, lẽ nào thức thứ ba không phải do bản thân con giác ngộ, mà là có người dùng phương pháp dẫn dắt linh hồn truyền dạy cho con. Mộ Thanh nhanh chóng lắc đầu nói, không phải. Cô ấy cũng biết việc Đường Tuấn học phương pháp dẫn dắt linh hồn truyền đi sẽ gây ra chấn động lớn bao nhiêu. Đặc biệt cảnh giới tu vi của Đường Tuấn bây giờ lại chỉ có cảnh giới hóa thần, vừa truyền đi chỉ sợ sẽ trở thành chuột bạch thí nghiệm cho người khác. Ông lão Đan Thanh ừ một tiếng, sắc mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi. Mộ Thanh dò hỏi, ông lão Đan Thanh nói, Nguyên Vĩnh Phát cũng muốn tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này.
Mộ Thanh cau mày nói, nhưng lý lịch và tư cách của Nguyên Vĩnh Pháp không đủ, như vậy không hợp quy củ. Ông lão Đan Thanh thở dài nói, còn đề cử dược đường kia tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong không phải cũng không hợp quy củ sao? Hơn nữa bây giờ rất nhiều trưởng lão sảnh trong và ngoài đều là người của nhà họ Nguyên, ta không có lựa chọn. Ngay vừa nãy thôi đề nghị của Nguyên Bằng đã có 2/3 thành viên của hội trưởng lão đồng ý. Cho dù ta không đồng ý cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Chương 2394, tôi rất thất vọng. Vẻ mặt Mộ Thanh nhất thời trở nên âm u, tình huống của Độc Cô Cung đã tới mức nguy cấp như thế rồi sao? Nếu con muốn cho dược đường kia tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong thì ta đồng ý rồi đấy. Sau này có lẽ anh ta có thể trở thành trợ thủ của con. Ông lão Đan Thanh nói. Trên thực tế, ông ta cũng không phải thật sự xem trong Đường Tuấn. Y sư thiên tài, ông ta đã gặp rất nhiều. Ông ta vốn dĩ không hy vọng xa vời thâm một dược đường liệu có thể thay đổi cái gì. Sở dĩ đồng ý với Mộ Thanh chẳng qua là muốn gom góp một số mạch chính cho Mộ Thanh để sau này cô tiếp quản. Ông lão Đan Thanh nói, may là con đã luyện thành thức thứ ba, nếu không Nguyên Bằng e rằng thật sự sẽ cầu hôn cho Nguyên Vĩnh Phát, để con gia nhập nhà họ Bạch. Đến lúc đó Độc Cô Cung sẽ thật sự biến thành của nhà họ Bạch. Trong lòng Mộ Thanh thở dài, bỗng nhiên cô ấy có chút phiền muộn. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến Đường Tuấn, thầm nói, nếu như cho anh Dược thời gian 50 năm, anh Dược có lẽ có thể đạt tới y sư cấp 8, cảnh giới tu vi có thể đạt tới một tầng khác, nhưng bây giờ sớm quá. Ngay lúc Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh tán gẫu, Đường Tuấn cũng đang gặp mặt một vị khách không mời mà đến. Nguyên Bằng chắp tay sau lưng nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt ông ta rất bình tĩnh. Ông ta nhìn rất lâu, sau đó lắc đầu nói, tôi rất thất vọng. Tuy rằng Đường Tuấn chưa từng thấy vị đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung này, nhưng anh đã từng nghe nói ở chỗ Mộ Thanh rất nhiều lần, cho nên cũng đoán ra thân phận của đối phương. Dù Nguyên Bằng đứng ở đó, không có bất cứ động tác dư thừa nào, nhưng cũng cho anh một cảm giác rất ngột ngạt, giống như đối mặt với cả đất trời. Cảnh giới động hư, tên này tuyệt đối là cường giả cảnh giới động hư. Đường Tuấn giật mình. Nguyên Bằng nói, Mộ Thanh rất coi trọng cậu, hậu bối Nguyên Vĩnh Phát của ta cũng cảm thấy cậu là đối thủ mạnh của cậu ta. Nhưng trong mắt ta thì cậu bình thường quá, không hề có chút đặc biệt nào. Cậu như vậy không thể thông qua sát hạch trưởng lão sảnh trong đâu. Thiên phú như Mộ Thanh kia lại thích nhân vật nhỏ như cậu đây. Xem ra ánh mắt cô ta cũng chẳng ra gì. Đường Tuấn nói, thân là đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung, ông sẽ không phải đặc biệt đến để nói những lời này với tôi chứ. Nguyên Bằng lạnh lùng nói, ta tới là nói cho cậu biết sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này cậu không thể thắng. Vị trí trưởng lão sảnh trong lần này nhà họ Nguyên ta lấy chắc rồi. Đương nhiên cậu cũng không thắng được. Nguyên Bằng nói xong thì cũng không tính nghe Đường Tuấn nói gì, cơ thể ông ta hóa thành một cái bóng mờ rồi biến mất. Xem ra lần này Mộ Thanh sử dụng tới thức thứ ba của Đồ Long Ngư, nhà họ Nguyên có hơi ngồi không yên. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, vốn dĩ lần này anh chỉ tính tới tham gia sát hạch trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung, thuận tiện trừng trị Quý Đồng, nhưng bây giờ lại bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu trong Độc Cô Cung. Chẳng qua Mộ Thanh đối tốt với anh, về tình về lý anh cũng không thể ngồi xem không quan tâm. Cảnh giới động hư của nhà họ Nguyên tự có vị cung chủ kia Độc Cô Cung kia giải quyết. Điều mình có thể làm chỉ là chiến thắng cuộc sát hạch trưởng lão sảnh trong. Đường Tuấn thầm nói. Chương 2395, lẽ nào nơi đó lại sắp mở ra sao? Hơn nữa anh càng sốt ruột với việc gia tăng tu vi, vừa nãy đối mặt cường giả cảnh giới động hư như Nguyên Bằng, năng lực của anh liền không chống đỡ nổi. Trong cung điện trên đảo, tại nơi có hồ nước khổng lồ. Nguyên Bằng vẫn đứng trên đôn đá, giống như chưa từng dịch chuyển. Lúc này trên mặt hồ to lớn xuất hiện một bóng người. Chỉ có cái bóng, không nhìn thấy chính diện, nhưng ông ta đứng ở đó lập tức giống như chúa tể duy nhất, khống chế tất cả. Trên mặt Nguyên Bằng lộ ra vẻ cung kính nói, đặc sứ, vừa nãy tôi đã điều tra người kia, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nguyên Bằng, ông lại không giết cậu ta, bóng người kia nói. Nguyên Bằng cười nói, cậu ta còn không đáng để tôi ra tay. Tôi nghĩ Nguyên Vĩnh Phát tự tay đánh bại cậu ta. Chuyện này có tác dụng rất lớn với việc công kích lòng đề phòng của Mộ Thanh, có lợi cho tương lai nắm giữ Độc Cô Cung của tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn bởi vì một thằng nhóc chết tiệt mà đối đấu với ông lão Đan Thanh kia. Bóng người kia nói, ông đúng là cẩn thận thật, nếu như người đó có một chút đặc biệt nào, chỉ sợ ông sẽ lập tức giết cậu ta nhỉ. Nguyên Bằng cười không nói.
Bóng người kia trầm giọng nói, ông lấy độc cô cung kiểu gì tôi không quan tâm, tôi chỉ xem kết quả. Sau khi ông nắm giữ được độc cô cung thì giao cho tôi thứ tôi muốn là được. Nguyên Bằng gật đầu nói, đương nhiên. Lúc này bóng người kia mới dần dần tan biến. Vẻ mặt Nguyên Bằng nghiêm túc hơn nói, lẽ nào nơi đó lại sắp mở ra sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày sát hạch trưởng lão sảnh trong. Vô số đệ tử cùng trưởng lão sảnh ngoài đều đến cung điện trên đảo chuẩn bị chứng kiến sự xuất hiện của trưởng lão sảnh trong. Đường Tuấn và Mộ Thanh sóng vai đi vào trong cung điện chính của Độc Cô Cung. Trong cung đã có không ít người, hai người vừa tiến vào đã hấp dẫn tầm mắt rất nhiều người. Giờ phút này có tư cách ngồi trong cung ít ra cũng là cấp bậc trưởng lão sảnh trong. Người đó chính là Dược Đường sao? Xem ra rất trẻ, không biết y thuật thế nào. Có thể khiến cho thánh nữ Mộ Thanh coi trọng, y thuật hẳn rất khá. Chẳng qua anh ta muốn thông qua sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này sợ rằng rất khó. Đúng đấy, Nguyên Vĩnh Phát là thiên tài số một của nhà họ Nguyên, bây giờ còn luyện thành thức thứ hai Đồ Long Ngư, luận thiên phú chỉ yếu hơn thánh nữ Mộ Thanh một bậc. Cho dù là gốc gác hay thiên phú, Nguyên Vĩnh Phát mới là kẻ có hy vọng thắng lợi cuộc sát hạch lần này nhất. Nếu như lần này Nguyên Vĩnh Phát không tham gia, có lẽ anh ta thật sự có cơ hội trở thành trưởng lão sảnh trong ngoại lệ đầu tiên của Độc Cô Cung ta, nhưng đáng tiếc. Một đám người đang nhỏ giọng bàn luận, cũng không phải rất xem trọng Đường Tuấn. Chương 2396, như vậy bắt đầu đi. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng. Tên này đúng thật tự tin. Ông lão Đan Thanh ngồi trên vị trí cung chủ liếc nhìn tám người, trong lòng ông ta không nhịn được thở dài, thầm nói, trong tám người có bốn người là người nhà họ Nguyên. Ba người khác là mấy thế gia khác. Dược Đường này tuy rằng không phải người trong thế gia, nhưng hầu như không có phần thắng nào. Trông có vẻ nhà họ Nguyên lại có thêm một vị trưởng lão sảnh trong rồi. Lúc này Nguyên Bằng mặc một chiếc áo bào cho ngồi ở phía trước một đám trưởng lão sảnh trong lớn tiếng nói, cung chủ, có thể bắt đầu sát hạch rồi. Ông lão Đan Thanh liếc mắt nhìn Nguyên Bằng. Ánh mắt hai người đối diện, Nguyên Bằng rõ ràng trông có vẻ đắc ý. Ông lão Đan Thanh đứng lên tuyên bố, sát hạch trưởng lão sảnh trong chính thức bắt đầu. Đề sát hạch lần này là về linh hồn. Ông ta vỗ tay một cái, ngoài cung có đệ tử Độc Cô Cung mang theo một đám người đi vào. Đám người kia nhìn bề ngoài trông rất bình thường, nhưng ánh mắt họ giống như cá chết, vẻ mặt không có bất cứ sắc thái nào. Ông lão Đan Thanh nói, quãng thời gian trước một đám đệ tử của Độc Cô Cung ta tới Táng Hồn Cốc thám hiểm, những người này xông nhầm vào mê trận. Sau khi ra ngoài đã trở thành dáng vẻ như vậy. Các người cũng có thể nhận ra, bản nguyên linh hồn trong người họ đã bị hao tổn, tổn thương linh hồn vô cùng nghiêm trọng. Đề sát hạch lần này chính là chữa trị vết thương linh hồn cho họ. Lấy y thuật của các người đương nhiên không thể hoàn toàn chữa lành vết thương linh hồn, cho nên sẽ xem ai làm tốt hơn trong quá trình chữa trị thì người đó chính là kẻ chiến thắng sát hạch lần này. Có chư vị trưởng lão cùng tôi chứng kiến, các cậu cứ mạnh tay tiến hành đi. Táng Hồn Cốc ông lão Đan Thanh nói tới chính là một trong những vùng đất rất nguy hiểm của tinh vực Chu Tước. Táng Hồn Cốc rất thần bí, bên trong có đủ loại dược liệu quý giá và thần binh lợi khí, cho nên rất nhiều người tu hành đều rất thích đi vào thám hiểm. Nhưng trong đó cũng khá có nguy cơ, một vài nơi đặc biệt trong Táng Hồn Cốc sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ với linh hồn, thậm chí có thể dập tắt linh hồn. Lại là chữa trị vết thương Táng Hồn Cốc tạo thành, cho dù là y sư cấp 7 cũng sẽ vô cùng khó giải quyết. Xem ra sát hạch lần này còn khó hơn trước kia rất nhiều. Y sư cả tinh vực Chu Tước có thể chữa lành vết thương linh hồn do Táng Hồn Cốc tạo thành cũng không hơn 10 người. Dùng việc này để thử thách y sư cấp 6 thật sự có hơi khó. Lấy y thuật của bọn họ, đương nhiên không thể chữa khỏi. Chỉ là không biết có thể chữa trị đến trình độ như thế nào, một phần hay là hai phần. Hai phần đã khủng bố lắm rồi. Phần lớn trưởng lão sảnh trong cũng chỉ có thể chữa lành 4 phần. Lời của ông lão Đan Thanh vừa dứt, rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử cũng nhỏ giọng thảo luận. Anh Dương cũng có thể thi triển thức thứ ba Đồ Ngư Long, khẳng định không thành vấn đề, nói không chừng có cơ hội chữa lành 5 phần 10. Mộ Thanh rất tin tưởng Đường Tuấn. Như vậy bắt đầu đi, ông lão Đan Thanh nói. Chương 2397, có lẽ là do sợi không khí màu xám này. 8 đệ tử Độc Cô Cung bị thương vừa vặn khớp với 8 người dự thi. Đám người Nguyên Vĩnh Phát, Đường Tuấn, từng người đều chọn một người trong đó. Đường Tuấn chọn một người đàn ông trung niên giống như thư sinh có vóc dáng gầy yếu.
Sau khi bắt mạch kiểm tra hơi thở, lông mày anh không khỏi cau lại. Mạch đập và hơi thở người đàn ông trung niên này không hề có chút khác biệt với người tu hành bình thường, thậm chí còn có thể tự mình vận chuyển công quyết tu luyện. Điều này khác hoàn toàn với bệnh trạng thất hồn hay tổn thương linh hồn trước kia anh tình cờ gặp được. Phải biết linh hồn quyết định ý thức của con người, một khi linh hồn bị thương, vậy tương đương y sư đã đánh mất bản ngã. Đừng nói tu luyện, ngay cả sống sót cũng rất khó. Ha ha, nhà quê không có kiến thức. Đúng lúc Đường Tuấn có hơi mất tập trung, một giọng nói vang lên trong đầu anh. Chính là giọng của Nguyên Vĩnh Phát. Đường Tuấn nhíu mày nhìn sang vị trí của Nguyên Vĩnh Phát, đúng lúc đối mặt ánh mắt châm chọc và khinh thường của Nguyên Vĩnh Phát. Nguyên Vĩnh Phát tiếp tục truyền âm, không ngại nói cho anh, loại vết thương này lão tổ nhà họ Nguyên tôi từng giảng cho tôi rồi, tôi dốc hết sức chắc chắn chữa lành ba phần. Lấy thân phận của anh, chỉ sợ anh chưa từng nhìn thấy qua chớ nói chi là chữa trị. Muốn tranh Mộ Thanh với tôi, anh còn non lắm. Nguyên Vĩnh Phát nói xong thì nhắm mắt lại bắt đầu ra tay chữa trị. Đường Tuấn lắc đầu, không nói thêm gì. Anh cũng nhắm mắt lại, một tia sức mạnh linh hồn tiến vào trong cơ thể người đàn ông trung niên trước mắt này. Một bức vẽ kinh lạc hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn chỉ liếc mắt nhìn đã biết kinh lạc và khiếu huyệt không có vấn đề gì. Sức mạnh linh hồn tiếp tục tiến sâu vào, Đường Tuấn rất nhanh đã nhìn thấy linh hồn ở vị trí nguyên anh của đối phương. Linh hồn người đàn ông trung niên này không hề khiếm khuyết, rất hoàn chỉnh. Nhưng trên linh hồn lẽ ra trong suốt lúc này lại quấn quanh một sợi không khí màu xám. Sợi không khí này mang theo mùi chết chóc thoang thoảng. Có lẽ là do sợi không khí màu xám này. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dục dịch, hơn nữa anh bắt đầu quan sát dò xét thử. Trong cung điện, Nguyên Bằng khẽ nhíu mày, ông ta nói với ông lão Đan Thanh, có phải ông đã khám phá ra sự huyền bí của loại vết thương linh hồn này? Tuy nói y sư trong tinh vực Chu Tước có thể chữa lành vết thương linh hồn loại này rất ít, nhưng ông lão Đan Thanh là một người trong đó. Còn Nguyên Bằng vẫn đang nghiên cứu loại bệnh này, ông ta muốn tìm ra con đường đột phá y sư cấp 8. Nguyên Bằng hiểu rất rõ điều này, cho nên ông ta mới cho là như vậy. Ông lão Đan Thanh cười nói, có đoạt được. Chương 2398, xem ra thánh nữ Mộ Thanh lần này nhìn nhầm rồi. Hừ. Tôi không tin lão quỷ Đan Thanh ông thật sự có thể ngâm cứu ra sự huyền bí của táng hồn cốc. Dù trong lòng Nguyên Bằng có chút khó tin, nhưng ông ta cũng tỏ ra cảnh giác. Trong cung bỗng nhiên vang lên một tràng âm thanh hít khí lạnh, trên mặt Nguyên Bằng cũng lộ ra ý cười. Chỉ thấy ánh mắt vị đệ tử Độc Cô Cung mà Nguyên Vĩnh Phát đang chữa trị kia bỗng nhiên có thần thái, trên mặt thậm chí lộ ra dáng vẻ đau đớn và mờ mịt đan xen, rốt cuộc không giống như người chết không có chút thần thái nào trước đây nữa. Đỉnh đầu Nguyên Vĩnh Phát phun trào từng lớp sương mù trắng, những lớp sương mù kia hóa thành từng sợi tơ chui vào trong người đệ tử Độc Cô Cung kia. Đây là bí thuật chữa trị linh hồn phương thức hỗn nguyên nhất khí của nhà họ Nguyên, có người nói tổng cộng có 9 tầng, tu luyện tới tầng cao nhất thì có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao của y sư cấp 8. Nguyên Vĩnh Phát tuổi còn trẻ mà lại bước vào tầng thứ 3, còn có thể biến ra sương trắng. Thiên phú như thế cho dù so với thánh nữ Mộ Thanh thì cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Lợi hại, có Nguyên Vĩnh Phát có thể bảo đảm nhà họ Nguyên ngàn năm hưng thịnh. Mọi người lên tiếng thán phục, hơn nữa còn chúc mừng Nguyên Bằng, chúc mừng trưởng lão Nguyên, Nguyên Vĩnh Phát dựa vào tầng thứ 3 phương thức hỗn nguyên nhất khí nhất định có thể thông qua sát hạch trưởng lão sảnh trong lần này. Trên khuôn mặt già nua của Nguyên Bằng lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng ông ta lại nói, Vĩnh Phát đúng là không tệ, dựa vào tầng thứ 3 phương thức hỗn nguyên nhất khí cậu ta lẽ ra có thể chữa lành 3 phần vết thương. Nhưng người tham gia sát hạch khác cũng không thể khinh thường, nói không chừng sẽ xuất hiện người còn ưu tú hơn Vĩnh Phát thì sao? Tôi thấy vị y sư dược đường thánh nữ đề cử kia rất có thể là giấu nghề. Phần lớn mọi người cũng không quan tâm Đường Tuấn, nhưng sau khi Nguyên Bằng nói xong thì mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn vẫn không có bất cứ động tác gì, anh nhắm mắt lại đứng ở đó. Trưởng lão Nguyên đúng là thích nói đùa, anh ta sao có thể so với cậu chủ Vĩnh Phát chứ? Anh ta cứ đứng ở đó như khúc gỗ, thực sự không thấy anh ta có thủ đoạn giấu nghề nào. Xem ra thánh nữ Mộ Thanh lần này nhìn nhầm rồi. Rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Đường Tuấn đều lộ ra vẻ mặt chế giễu và trào phúng. Sắc mặt Mộ Thanh và ông lão Đan Thanh cũng có hơi khó coi. Nguyên Bằng này rõ ràng là cố ý, so với Nguyên Vĩnh Phát, bây giờ biểu hiện của Đường Tuấn thật sự có hơi kém.
Ông lão Đan Thanh truyền âm cho Mộ Thanh, Mộ Thanh, nhìn dáng vẻ này của Dược Đường xem ra cũng có lợi hại như con nói. Mộ Thanh nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, thưa thầy, sát hạch mới bắt đầu chưa lâu, kết quả cuối cùng còn rất khó nói, anh Dược nói không chừng còn có thủ đoạn kinh người nào thì sao? Ông lão Đan Thanh nói, con đúng là cũng rất quan tâm cậu ta. Con nên hiểu rõ phương thức hỗn nguyên nhất khí luyện đến tầng thứ ba có ý nghĩa thế nào, có lẽ không bao lâu nữa thằng nhóc Nguyên Vĩnh Phát này sẽ có thể luyện thành thức thứ ba đồ long ngư. Con đừng lãng phí thời gian quý giá lên người những kẻ không quá quan trọng này, nhanh chóng tìm hiểu thức thứ tư của đồ ngư long, tuyệt đối đừng để Nguyên Vĩnh Phát vượt mặt. Nắm đấm của Mộ Thanh lặng lẽ nắm chặt lại, giờ phút này ngay cả cô ấy cũng có hơi hoài nghi Đường Tuấn. Anh Dược, tôi tin anh, nhưng ngay lúc đó, niềm tin trong lòng Mộ Thanh lần nữa trở nên kiên định. Chương 2399 Nguyên Vĩnh Phát khiếp sợ. Nhìn vẻ mặt Mộ Thanh, ông lão Đan Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nói, Mộ Thanh, con ngây thơ quá, đợi lát nữa có kết quả rồi thì con sẽ hối hận. Nguyên Vĩnh Phát rất nhanh đã chữa trị xong, ông lão Đan Thanh và Nguyên Bằng tự mình kiểm tra anh ta, kết quả cuối cùng chính là Nguyên Vĩnh Phát đã hoàn thành tới 3 phần rưỡi. 3 phần rưỡi, nhìn có vẻ rất ít, nhưng phải biết có vài trưởng lão sảnh trong cũng chỉ đạt được 4 phần mà thôi. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại Đường Tuấn còn đứng bất động. Tên này đang làm gì thế? Nguyên Vĩnh Phát khoanh tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Có thể làm gì, có lẽ đang kéo dài thời gian. Biết mình không sánh bằng cậu Nguyên, cho nên có thể kéo được thì kéo. Có người chế giễu nói. Nguyên Vĩnh Phát lắc đầu, cân nhắc nói, tôi đánh giá anh ta cao rồi. Anh ta quả nhiên không có tư cách làm đối thủ của tôi. Anh ta lại nhìn về phía Mộ Thanh nói, Mộ Thanh, bây giờ chắc cô thất vọng rồi nhỉ. Đừng nói so với tôi, cho dù so với những đệ tử khác, anh ta cũng không sánh bằng. Mộ Thanh cắn chặt môi, không nói một lời. Thời gian kết thúc sát hạch sắp đến rồi, Đường Tuấn vẫn không có bất cứ động tác gì. Nguyên Bằng phất tay áo, hừ lạnh nói, tôi thấy không cần tiếp tục nữa, cậu ta như vậy vốn dĩ là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Ai ngờ Nguyên Bằng vừa dứt lời, Đường Tuấn bỗng nhiên cử động. Chỉ thấy bàn tay Đường Tuấn chụp một phát lên đỉnh đầu đệ tử Độc Cô Cung kia, một lát sau lập tức có một sợi không khí màu xám bán trong suốt từ từ xuất hiện. Dáng vẻ kia giống như đúc đệ tử Độc Cô Cung anh chữa trị. Lại thêm một đoàn ánh sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Đồ ngư long, anh ta vậy mà học đồ ngư long. Nguyên Bằng, ông lão Đan Thanh. Còn có rất nhiều trưởng lão cùng đều nhận ra. Đoàn ánh sáng màu bạc này chính là thức đầu tiên của đồ ngư long. Mộ Thanh, xảy ra chuyện gì? Ông lão Đan Thanh cau mày nói. Mộ Thanh vội vàng nói ra sự việc, nhưng chuyện Đường Tuấn luyện thành thức thứ ba cô ấy lại không nói. Lông mày ông lão Đan Thanh vẫn nhíu chặt, xem ra cậu ta còn có chút thiên phút, chỉ nhìn một lần vậy mà đã thi triển được. Trong ánh mắt của Nguyên Bằng lộ ra sự lạnh lẽo âm u, cung chủ. Người này học trộm tuyệt học của Độc Cô Cung tôi, cậu ta đáng chết. Ông lão Đan Thanh nói, cậu ta còn đang tham gia sát hạch, chờ sau khi sát hạch kết thúc rồi nói. Nguyên Bằng vẫn còn muốn nói nhưng bỗng nhiên ông ta choáng váng. Chỉ thấy ánh sáng màu bạc chớp tắt trước mặt Đường Tuấn, tạo thành một con cá lớn có vảy cá cực kỳ chân thật. Thức thứ hai của đồ ngư long. Nguyên Vĩnh Phát khiếp sợ. Chương 2400, thằng nhóc thúi. Cậu muốn chết à? Nguyên Bằng híp mắt lại, trong ánh mắt lóe lên sự giết chóc âm u lạnh lẽo. Ông lão Đan Thanh lại hừ lạnh một tiếng, giống như đang cảnh cáo Nguyên Bằng. Ông ta thầm nghĩ, lại có thể luyện thành thức thứ ba đồ ngư long, thiên phú linh hồn của tên này ngược lại không tệ. Chỉ là không biết có thể hoàn thành bao nhiêu. Đường Tuấn sử dụng tới thức thứ ba của đồ ngư long, con rồng bạc kia đột nhiên chui vào trong linh hồn đệ tử Độc Cô Cung kia. Rồng bạc giống như mang theo sự kỳ dị nào đó ra sức cắn nuốt, nó còn hòa sợi không khí màu xám vào trong linh hồn, từng chút một cắn nuốt sạch sẽ. Một phần, hai phần. Trong chớp mắt Đường Tuấn đã chữa lành hơn 3 phần cho đệ tử Độc Cô Cung này, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. 6 phần. 8 phần. Ánh mắt Nguyên Bằng cực kỳ khiếp sợ, 8 phần là cực hạn của đại trưởng lão sảnh trong ông ta. Một lát sau. 9 phần. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể hoàn toàn chữa lành vết thương linh hồn sao? Giờ phút này không biết bao nhiêu đệ tử trong cung điện đều thầm nghĩ. Giống như nước chảy thành sông, Đường Tuấn không hề ngừng lại.
Một sợi không khí màu xám cuối cùng cũng bị rồng bạc nuốt chửng sạch sẽ. 10 phần. Toàn sân hoàn toàn tĩnh mịch. Ông Hứa, có phải tôi đang nằm mơ không? Ông đây còn muốn hỏi cậu nè, vết thương linh hồn táng hồn cốc tạo thành lúc nào trở nên dễ chữa như vậy? Ông Hứa, ông đừng đùa. Hai ngày trước không phải có người tìm đến cửa xin ông chữa vết thương táng hồn cốc sao, ông chữa được 6 phần, lúc đó ông còn nói khoác một phen với tôi, nói y thuật mình đã tiến rất xa. Thằng nhóc thúi, cậu muốn chết à? Sau khi im lặng thời gian dài, rất nhiều người trong cung đều nhỏ giọng trò chuyện, trong lúc nói chuyện đều đầy khiếp sợ và khó hiểu. Tên này khẳng định dùng bí pháp gì rồi, anh ta là đồ lừa đảo. Sau khi Nguyên Vĩnh phát khiếp sợ, anh ta chỉ vào Đường Tuấn quát lên. Anh ta vừa nói xong thì lập tức phát hiện rất nhiều trưởng lão trong cung dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh ta. Anh ta lập tức hiểu được nếu như Đường Tuấn thật sự dùng bí pháp gì chữa lành vết thương cho đệ tử độc cô cung kia, vậy cũng là bản lĩnh của người ta, sao được xem là lừa đảo. Y thuật cũng không thể đi đường tắt, huống chi Đường Tuấn còn dùng đồ ngư long của độc cô cung, mọi người đều thấy rõ ràng. Nếu như vậy đều là lừa đảo, vậy độc cô cung tính là gì? Những lão già tu hành đồ ngư long mấy chục năm thậm chí hàng trăm năm tính là gì? Sau khi linh hồn trở về vị trí cũ, đệ tử độc cô cung Đường Tuấn đã chữa trị kia khôi phục thần trí, cậu ta nhìn tất cả trưởng lão ngồi giữa sân mà sợ đến nỗi run rẩy hai chân, cậu ta vội vã cung kính hành lễ. Ánh mắt Nguyên Bằng lộ ra ánh sáng thần thánh nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, ánh mắt của ông ta nhìn thẳng vào linh hồn. Linh hồn trong suốt không một hạt bụi, không chỉ loại trừ luồng không khí màu xám, thậm chí còn gột rửa linh hồn một lần. Tên đệ tử này vốn dĩ thiên phú tu luyện chỉ có thể coi là dưới bậc trung, bây giờ lại trên trung bình rồi, thiên phú tăng liên tiếp hai cấp. Nguyên Bằng càng nhìn càng khiếp sợ. Ông ta nhíu mày rất sâu. Ông ta cũng tu hành đồ ngư long, năm thức của đồ ngư long, ông ta đã sớm luyện thành thức thứ 5. Ông ta cũng từng thử dùng đồ ngư long chữa trị vết thương linh hồn. Nhưng ông ta đã dốc hết sức. Hơn nữa còn dùng thức thứ 5 của đồ ngư long cũng chỉ có thể miễn cưỡng chữa lành vết thương gần 6 phần, mà Đường Tuấn dùng thứ 3 của đồ ngư long vậy mà có thể hoàn toàn chữa lành. Đây chẳng phải nói trình độ đồ ngư long của đối phương còn lợi hại hơn ông ta mấy chục lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2400.